Hello, hello cả nhà. Hôm nay tôi có một cái background quay video rất là xịn đây. Rất là ngẫu nhiên luôn cả nhà. Bởi vì sáng nay tôi dậy sớm, tôi đi quay video ở chung cư của mình. Tức là tôi đi lang thang. Tôi có quay hai cái video ở ngoài hồ bơi với một cái hàng cây. Sau đó tôi mới phát hiện ra, ở đây có một cái không gian quay video miễn phí mà cực kỳ đã luôn. Thì tôi mới phát hiện ra là khi mà mình có ý tưởng mình đi làm điều gì đó thì tự nhiên mình sẽ tìm được cái chỗ phù hợp thôi. Thì đây là một cái phòng tập gym của chung cư, sáng nay họ đóng cửa, họ không có làm việc và họ có cái cửa này làm thu background và không gian đây cực kỳ yên tĩnh và thêm ánh sáng tự nhiên của chung cư luôn. Tôi thấy giống như một cái phòng studio. Tự nhiên tôi đang nghĩ là chắc là sáng nào tôi cũng xuống đây tôi quay video. Đây là một cái video nằm trong một cái ý tưởng mà Thu vừa mới quyết định là Thu sẽ làm. Đó là Thu sẽ sản xuất video nhiều hơn, chân thực hơn, liên tục hơn, mà quan trọng là không tốn nhiều thời gian để quay, chỉnh sửa và edit video giống như trong phòng studio. Tại vì Thu thấy là đôi khi chúng ta có rất là nhiều ý tưởng để chúng ta quay, nhưng mà chúng ta nghĩ là trông mình xuất hiện chiếc ống kính như vậy có ổn không, trông nhìn mặt của mình có ổn không, rồi cái phòng quay này ổn không. Rất là nhiều những cái suy nghĩ đó nó làm mình bị tụt cảm hứng và mình ngại cái việc mình sẽ xuất hiện trước ống kính, trong khi mình lại có rất là nhiều thứ để mình chia sẻ. Nên tôi nghĩ là tại sao chúng ta lại bị những cái rào cản đó để chúng ta ngăn mình có thể là chia sẻ nhiều cái điều thú vị cho mọi người. Chính vì cái điều đó nên tôi thách thức chính bản thân mình là tôi sẽ tự quay video và quay một lần thôi, vì vậy video này cũng không có kịch bản gì hết. Tôi nghĩ sao thì tôi chia sẻ với mọi người và tôi nghĩ những cái gì thật nhất thì sẽ kết nối với mọi người. Cho nên trong video này Thu muốn chia sẻ cái điều đó. Và cái điều tiếp theo Thu chia sẻ là Thu giới thiệu cho cả nhà một cái quyển sách này đây. Cái quyển này thì Thu nghĩ là nó đã có mặt rất là lâu rồi, nhưng cái điều mấu chốt là đây là cái quyển sách mà hầu như Thu đã đọc cái quyển này mỗi ngày. Và nếu không đọc cái quyển này mỗi ngày thì Thu nghe sách nói về cái quyển này mỗi ngày. Và Thu cũng không biết là Thu đã đọc cái quyển này bao nhiêu lần và nghe sách nói bao nhiêu lần. Và tôi cũng đã đao về trên cái điện thoại của mình, tôi nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Và cái lần đầu tiên mà tôi nghe thì tôi tự suy nghĩ là tại sao có một cái quyển sách hay như vậy mà giá lại cực kỳ rẻ, giá bìa chỉ có 69 ngàn thôi, và được chia sẻ bởi một cái người, nói chung là người này thì quá nổi tiếng rồi, chúng ta không có gì để nói, là của Jim Jones. Và ông viết rất là nhiều quyển và ông cũng đã truyền cảm hứng cho rất là nhiều người. Mà ông đã đặt cái tiêu đề quyển sách là 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc. Tôi thích, rất là thích cái từ là thịnh vượng. Và ông chia sẻ về những cái quan điểm, tôi thấy trong quyển sách này đa phần là những cái quan điểm và giúp cho mình thấu hiểu hơn về việc là tại sao chúng ta cần phải thiết lập mục tiêu trong cuộc sống, tại sao chúng ta lại phải giải quyết bài toán về tài chính, làm cách nào để chúng ta có thể làm chủ về thời gian của mình, hoặc là chúng ta học được một cái nghệ thuật sống tốt. Tôi rất là thích cái quyển này. Và khi mà tôi đọc á, cái điều mà nó làm cho tôi nghe đi nghe lại mà tôi hay tua cái đoạn đó lắm, là điều gì đã tạo động lực cho chúng ta trong cuộc sống. Và khi mà ông nói về việc mục tiêu thì ông dùng một cái từ đó là giải phóng sức mạnh của mục tiêu. Và tôi thấy cái điều này nó cực kỳ hay và cực kỳ hợp lý luôn. Đó là cái mục tiêu nó sẽ lôi chúng ta đi, nó kéo chúng ta đi về phía trước. Tại sao chúng ta có thể thức dậy mỗi ngày? Và bản thân Thu cũng đặt câu hỏi là tại sao Thu có thể xách máy xuống chung cư và Thu quay lúc buổi sáng như thế này. Bởi vì Thu có một cái động lực, Thu có một cái điều gì đó Thu muốn chia sẻ nhiều hơn. Và cái mục tiêu khi mà làm video nó đã lôi Thu xuống đây và Thu quyết định là Thu mở máy Thu quay. Thành ra cái mục tiêu nó sẽ lôi chúng ta đi. Và Thu nhớ lại cái chương trình mà Thu đã được học với lại Bob Proctor, thì người ta thấy là có ba loại mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên á, là mục tiêu loại C, là cái mục tiêu mà chúng ta thừa biết chúng ta sẽ làm gì luôn. Ví dụ như sau khi tôi quay xong video này thì mục tiêu tiếp theo của Thu là Thu sẽ chở con Thu đi học và Thu sẽ đi học vẽ. Đó là cái mục tiêu trong ngày và Thu hoàn toàn có thể làm được. Nó trong tầm tay của mình, nó nằm trong khả năng của mình. Thì những cái mục tiêu này chúng ta hoàn thành thì cũng rất là tốt. Vì nói chung là đã hoàn thành mục tiêu trong ngày. Nhưng mà mục tiêu này nó có giúp phát triển bản thân và nó giúp đột phá bản thân mình chưa, thì câu trả lời là chưa. Chính vì vậy mà chúng ta có một cái loại mục tiêu tiếp theo là mục tiêu loại B. Mục tiêu loại B mà trong các doanh nghiệp họ vẫn hay đặt ra là mục tiêu smart hay là mục tiêu smarter, là nó sẽ nên vượt ngoài tầm với của mình chút xíu. Ví dụ năm ngoái KPI của mình là 100 thì năm nay sẽ là 120. Trước đây mình gọi được 90 khách hàng thì tháng này mình sẽ gọi được 95 khách hàng, hay là 100 khách hàng hay 120 khách hàng, thì
nó sẽ vượt ngoài tầm với mình chút xíu, nhưng mình biết là mình có thể làm được, mình nỗ lực thì mình sẽ làm được, và mình cũng biết cái phương pháp mình làm được luôn. Thì cái mục tiêu này cũng rất là tốt, nó giúp phát triển bản thân của mình nhiều hơn. Nhưng có một cái loại mục tiêu nữa mà ngay cả Jim John và những cái chia sẻ của Bob, hoặc là rất là nhiều những cái quyển sách của Tony Robbins chia sẻ chẳng hạn, thì họ nói đến một cái loại mục tiêu bứt phá hơn là mục tiêu loại A, theo như Bob đã đặt là như vậy. Có nghĩa là mục tiêu loại A là mục tiêu mà nó sẽ transform, nó sẽ thay đổi bản thân mình, nó sẽ làm bản thân mình chuyển hóa, nó rất là lớn, và thậm chí mình cũng không biết là mình sẽ làm như thế nào luôn, mình không biết cái how.